52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc: Hải Yến. Số 4. Chương 3. Tiểu đoàn 512. Đầu năm 1969, ở căn cứ B1 có hai tiểu đoàn của tỉnh về đóng quân để chuẩn bị cho đợt tấn công xuân hè, gồm tiểu đoàn 512, tiểu đoàn bộ binh 1, và tiểu đoàn 511, tiểu đoàn 3, bộ đội sư thúc Huỳnh Văn Chí. Tiểu đoàn 512 được thành lập tháng 2 năm 1960, sau khi khu 8 đồng ý cho chuyển quân đội Thất Sơn mang phiên hiệu tiểu đoàn 512 và cử đồng chí Dương Bình Giang là cán bộ của khu về làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 3 được thành lập vào khoảng đầu năm 1969 do yêu cầu chính trị, gồm các lực lượng nòng cốt từ tiểu đoàn 1, các huyện và các cơ quan của tỉnh. Tiểu đoàn 3 mang tên có phù hiệu là bộ đội ông Mười Chí, tức sư thúc Huỳnh Văn Chí, một người trong nhóm lãnh đạo của giáo phái Phật giáo Hòa Hảo, giác ngộ cách mạng. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, tiểu đoàn 3 phải làm thêm nhiệm vụ tuyên truyền vận động trong nhân dân và lực lượng vũ trang giáo phái Hòa Hảo hiểu biết và đi theo cách mạng, gọi là Hòa Hảo vận. Do tiếp xúc nhiều lần với bộ đội, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, và tôi đã đi đến quyết định là vào bộ đội. Tôi đem ý định này tâm sự với các chị ở cơ quan công trường, trong đó có cả chị hai tôi. Nhưng các chị phản đối rất dữ và giải thích đủ điều. Nào là tôi còn quá nhỏ, chưa thể cầm nổi súng, không bắn được súng. Mấy chị không biết tôi đã được các anh trong cơ quan cho bắn thử 2 lần vào lúc trời dông mưa lớn ở cơ quan, đút vào miệng công sự, bắn. Nào là bộ đội hành quân liên tục, dài ngày ở khắp vùng, làm sao tôi đi theo nổi. Đến chuyện chiến đấu rất ác liệt mà tôi còn nhỏ không quen với làn tên mũi đạn, dễ bị thương hoặc hy sinh. Sau cùng là đòn tâm lý tình cảm, là tôi đành bỏ các chị mà đi sao. Nhưng vẫn không xoay chuyển được lòng tôi. Các chị biết điều đó và luôn phân công nhau theo dõi tôi. Đơn vị bộ đội mà tôi định đến là trung đội trinh sát tiểu đoàn 512. Không biết trong người tôi có máu mạo hiểm hay sao mà tôi cứ mê nghề trinh sát. Mặc dù tổ chức sau đó có đưa tôi học các nghề khác và bố trí ở các đơn vị cơ quan, nhưng rồi tôi vẫn quay trở lại đơn vị với nghề trinh sát. Mãi đến năm 1980, khi quy mô đơn vị trinh sát ở tỉnh không có chỗ để bố trí, ở tỉnh chỉ có đại đội trinh sát, thì tôi mới rời nghề trinh sát. Tôi bí mật hẹn các anh ở trung đội trinh sát tiểu đoàn 1, tròm cà dâm nhỏ, cách công trường huyện khoảng 1,5 km. Buổi sáng tháng 4 năm 1969, lợi dụng lúc các chị đang ăn cơm sáng, tôi quẩy ba lô trốn đi. Vừa qua tới bờ mương nhỏ, nghe tiếng hỏi lớn: "Thằng Phúc đâu rồi?" Tôi cắm đầu chạy vào đến vị trí đóng quân của trung đội trinh sát tiểu đoàn 512. Các anh liền đưa tôi vào một cái công sự nằm kín dưới đám đế, dẫn đầu đoàn quân đi bắt lính đảo ngũ. Bắt tôi là chị Bích, tay lăm lăm khẩu CKC, vừa vào đến lán trại trung đội trinh sát tiểu đoàn, chị gằn giọng: "Các anh giấu thằng nhỏ ở đâu?" "Chào các em đi kiếm ai mà đằng đằng sát khí vậy? Uống với tụi anh ly nước trà, nói chuyện chơi." Anh Hùng, Hùng Bùi Chu, chính trị viên trung đội chào mời: "Chúng tôi không khát nước, chúng tôi đến đây tìm bắt lính đảo ngũ về." Chị Năm Hương lên tiếng: "Từ sáng tới bây giờ có thấy ai vào đây đâu các em?" Anh Hùng trả lời: "Không nói dài dòng nữa,
Các anh dụ dỗ nó, bây giờ các anh trả nó lại đây để tôi đưa nó về cơ quan. Nếu không, tụi tôi sẽ lục xét bắt nó. Chị Bính lớn tiếng và ném cuộn dây dù lên mặt bàn. Này em, hãy bình tĩnh nói chuyện, chứ có đâu em cao lớn đẹp đẽ mà gay gắt với tụi tôi thế này coi sao được. Mà đơn vị cơ quan nào cũng phải giữ bí mật quân sự, em thừa hiểu điều đó, sao đòi sục sạo đơn vị anh. Anh Vững, trung đội trưởng, nghiêm giọng nhìn các chị nói như thế. Các chị giật mình, cảm thấy có lẽ mình đã làm quá đà, nên xuống nước nhỏ, năn nỉ các anh trả tôi về cơ quan. Nhưng các anh chối phắt là chưa thấy tôi xuất hiện ở đây. Đôi co chừng 30 phút các chị về và không quên dặn lại một câu: mai mốt tôi phát hiện nó ở đây thì các anh đừng có trách tôi. Nhân tiện, xin nói về ba con người vừa đối đáp ở trên như một phần tri ân các anh chị. Chị Bích cao khoảng 1m65, da trắng, chân mày xếch trông hơi dữ, nhưng chị rất vui tính, quê ở xã Vĩnh Sương, sau này thuộc Phú Lộc, nổi tiếng là hoạt bát, do to khỏe từ vác đạn, khiêng thương binh đến việc lao động, chị đều xung phong nhận phần nặng nhọc. Và làm gì đi đâu, chị cũng gọi tôi đi cùng, chủ yếu là để giúp đỡ tôi. Hiện giờ, chị sống với con cháu ở xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu. Những dịp lễ hay họp mặt, tôi thường thăm chị và các chị Tuyết Lan, Hồng, Thanh, tức Tám Chén, Vân, đều ở thị xã Tân Châu. Anh Vững, trung đội trưởng trinh sát, dáng cao rong ròng, khoảng 1m65, gầy đen, tính tình vui nhộn. Chính anh là người trực tiếp rủ tôi vào bộ đội. Nhìn anh mang khẩu côn 12 xệ bên hông, trông rất oai, và tôi thầm nhủ trong bụng: khi lớn tôi sẽ đeo súng ngắn như anh, mà là súng ngắn K54 hẳn hoi. Quê anh ở Rồng Trà Dên, xã Tân An, thị xã Tân Châu. Ở đơn vị thường gọi anh là thầy Hai Vững, bởi các anh nói mình anh gầy là thầy nghề võ, cho nên đặt biệt danh cho anh là thầy. Năm 1971, anh dẫm phải mìn địch gài trong một lần đi trinh sát, bị mất bàn chân. Năm 1972, anh được điều về làm xã đội trưởng xã Khánh An và hy sinh do địch phục kích khi đột ấp. Anh Hùng, Hùng Bùi Chu, chính trị viên trung đội trinh sát, dáng người nhỏ, tóc ngắn, nước da đen, miệng hô. Có lẽ do đặc điểm này mà anh em đặt tên kép là Bùi Chu, tức cái mỏ Chu. Anh được học nhiều nên viết, vẽ tốt, nói năng lưu loát, thường hay làm thơ và vè, đặc biệt là thơ và vè châm biếm. Tôi và anh sống chiến đấu cùng nhau đến giải phóng miền Nam. Anh chuyển ngành, có vợ, chị Lan, cùng ở huyện Chợ Mới, quê anh. Cuối năm 1990, anh bị bệnh hiểm nghèo và mất. Không may cho tôi, khi vừa mới vào trung đội trinh sát tiểu đoàn 512, chẳng được bao lâu, thì chủ trương cấp trên cho phân tán các tiểu đoàn ra từng bộ phận nhỏ. Trước mắt là tránh những đòn tấn công của địch, tránh tiêu hao lực lượng. Bởi sau Tết Mậu Thân năm 1968, Mỹ ngụy tiến hành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, chúng triển khai kế hoạch tấn công tổng lực và thực hiện bình định cấp tốc ở các vùng nông thôn, rừng núi và vùng giải phóng. Địch đánh quyết liệt, liên tục cả ngày lẫn đêm bằng không quân, pháo binh, bộ binh ở các cấp, các địa bàn. Đánh chiếm đến đâu, chúng lập căn cứ xây dựng đồn bốt cùng với bộ máy chính quyền đến đó. Bọn tình báo, gián điệp triển khai rộng khắp để quản lý, kềm kẹp, khống chế, đàn áp nhân dân và phong trào cách mạng. Lực lượng vũ trang tỉnh, huyện của An Giang sau khi tổ chức thành các bộ phận nhỏ tiến hành hai nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn này. Thứ nhất, bí mật kiên trì bám dân nhằm củng cố lại cơ sở cách mạng, vận động tuyên truyền cho nhân dân hiểu,
âm mưu thủ đoạn của địch, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng sẽ thắng lợi. Tiêu diệt bọn ác ôn, tình báo, gián điệp, bọn bình định nông thôn, tùy từng đối tượng khi có điều kiện thời cơ là tấn công tiêu diệt địch. Thứ hai, đưa rước sư đoàn 1 bộ binh chủ lực quân giải phóng miền Nam, đoàn 61-69, theo tuyến hành lang từ bờ Tây sông Tiền trên biên giới xã Vĩnh Sương về phía Campuchia, giáp với tỉnh Đồng Tháp về căn cứ B1, từ B1 vượt sông Hậu, đoạn trên biên giới Long Bình, huyện An Phú, đến căn cứ B3, trú quân ở Tây sông Hậu, từ chợ Cỏ Tiêu, xã Cỏ Tiêu, huyện Cỏ Thom, tỉnh Can Đan, Campuchia, kéo xuống đến Vạt Lài, căn cứ Vạt Lài. Cung đoạn tiếp theo từ căn cứ B3 Tây sông Hậu xuống căn cứ B2 Gò Ông Đẩm, nông trường Ruồi, Rồng Găng, Kép Pơ Lơn, Rồng Bà Ca, thuộc huyện Cao An Đa Ét, tỉnh Tà Keo, Campuchia. Đối diện với xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, xã Nhơn Hương, huyện Tịnh Biên. Cung cuối cùng là từ căn cứ B2 vượt qua kênh Vĩnh Tế vào Bảy Núi, nối liền với tràm kênh 14, Rồng Giềng, Gò Quao về U Minh Thượng, U Minh Hạ. Tôi không được ở lại trung đội trinh sát mà phải về văn phòng tiểu đoàn 512, bởi vì trung đội trinh sát cũng chia ra từng tổ làm những nhiệm vụ như nói ở phần trên. Hành lang đưa đón sư đoàn 1 bộ đội giải phóng miền có nhiều cung trạm, nhưng quan trọng mang tính quyết định là cung trạm từ căn cứ B2 vượt biên giới qua kênh Vĩnh Tế về miền Tây Nam Bộ. Vì vậy mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định phải đặt Ban Chỉ huy Tiểu đoàn và một số đơn vị mạnh ở căn cứ B2 để trực tiếp đảm nhiệm và chỉ huy cung đoạn này. Còn cung đoạn khác thì chủ yếu quân ta đi trên đất Campuchia, nên các huyện Tân Châu, An Phú và cơ quan ban ngành tỉnh đảm nhiệm. Khoảng tháng 6 năm 1969, tiểu đoàn 512 bắt đầu hành quân, xuất phát từ căn cứ B1 theo cung đường được xác định vượt qua sông Hậu về Rồng Ông Tám ở B3, xuống đến B2 vào đầu tháng 7 năm 1969, nước bắt đầu tràn đồng. Lỡ bộ, lỡ nước nên không thể đưa rước bộ đội chủ lực vượt kênh Vĩnh Tế về Bảy Núi được, phải chờ nước ngập hẳn và cơ động được bằng xuồng mới tiến hành tiếp. Ban chỉ huy tiểu đoàn 512 bố trí ở Rồng Găng B2 cùng đại đội đặc công của tỉnh, xung quanh từ 2 đến 3 km là các đơn vị huyện Châu Phú, thị xã Tân Châu và các cơ quan của tỉnh. Do địa hình đồng trống trải vào mùa nước nổi, đồng thời để hạn chế tổn thất nếu bị địch đánh phá, văn phòng tiểu đoàn chia ra làm hai bộ phận, văn phòng 1 và văn phòng 2. Văn phòng 1 gồm các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn, các đồng chí liên lạc, anh nuôi, đồng chí y tá, và văn phòng 2 gồm các đồng chí trợ lý, chính trị, tác huấn, quân lực, quân khí, tài vụ, văn thư đánh máy, và tôi cũng ở đây để học đánh máy chữ. Sau khi xây dựng lán trại xong, nước đã ngập đồng B2 sâu khoảng 1,5 m, nhưng ở đây không thể xây dựng hầm ẩn nấp với hai lý do chính, đó là không có vật liệu xây dựng, gỗ cây. Kế đến là pháo địch bắn không tới, cách biên giới Việt Nam trên 15 km và cách các trận địa pháo núi Sam, chợ Nhà Bàn và núi Cấm của Tịnh Biên khoảng 20 km. Còn khi có máy bay bắn và ném bom, nhảy xuống nước ẩn nấp, trầm mình và lặn. Còn đoàn quân của bộ đội chủ lực miền, sư đoàn 1, đoàn 69, bắt đầu đến B2. Các đơn vị và cơ quan đón tiếp bố trí các đồng chí bộ đội chủ lực vào ở chung lán trại của mình, đã xây sẵn theo số lượng hợp lý, bằng sức chở từng xuồng và tiểu đội, mỗi xuồng 3 đến 4 đồng chí, loại xuồng lường chở từ 4 đến 5 người, 3-4 xuồng là một tiểu đội. Việc ở tuy có chật,
nhưng vẫn sắp xếp ổn thỏa. Riêng thức ăn là gặp khó khăn. Gạo thì đủ, nhưng cá thịt phải tích cực đánh bắt. Bởi vì đa số các anh bộ đội chủ lực không biết đánh bắt cá cùng các loại động vật khác như chuột, rắn, chăn, lươn, ếch, cóc, và cũng chỉ quen ăn chủ yếu là cá vào mùa nước nổi. Nên mỗi khi có đợt quân về là tôi cùng các chú trong văn phòng hai tiểu đoàn rất vất vả trong việc tìm thức ăn. Một hôm chúng tôi phát hiện bầy cá lóc bông đang di chuyển khoảng 1.000 mét vuông, mặt nước nổi bong bóng như nồi cơm khổng lồ đang sôi. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến anh Lợi, Lợi Ô, trợ lý quân khí tiểu đoàn đề xuất dùng thủ pháo đánh bắt. Sau khi thống nhất hành động, chúng tôi có hai xuồng chống song song nhau vào giữa bầy cá, cùng lúc ném 4 quả thủ pháo vào 4 góc theo hướng hình vuông. Sau khi 4 quả thủ pháo nổ, chúng tôi cắm sào bắt đầu mò cá. Cá bị thủ pháo nổ tức vỡ bong bóng, chết nằm trắng đáy nước. Anh Ba Hồng Vân giải thích, khi 4 quả thủ pháo được ném xuống, bầy cá lầm tưởng thức ăn nên lại tranh nhau ăn mới chết nhiều thế. Mỗi con khoảng 300 đến 400 gram. Rõ ràng là bầy cá bông lau chưa tách đàn, khoảng 1.000 con cá lóc bông lau được vớt lên đầy hai xuồng, có lẽ còn hơn nữa. Nhưng do xuồng quá khẩm không thể chở thêm được, chúng tôi đành phải bơi xuồng về. Dọc đường gặp các anh ở huyện Châu Phú, chúng tôi chỉ địa chỉ các anh đến đó mò được hơn 50 cân nữa. Về đến đơn vị, chúng tôi thông báo cho đại đội 4, đại đội 1 tiểu đoàn, đại đội đặc công của tỉnh và các cơ quan đến chia đem về đơn vị. Thế là đủ thức ăn cho một đợt đón và đưa quân. Việc đưa bộ đội chủ lực giải phóng vượt kênh Vĩnh Tế về vùng 7 núi là vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Bởi vì quân Mỹ Ngụy đều ý thức được rằng một khi để quân chủ lực Việt Cộng lọt vào lãnh thổ Tây Nam Bộ sẽ thành hai gọng kềm siết chặt chính quyền và quân Mỹ Ngụy ở miền Nam Việt Nam, đe dọa đến sự phá sản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của chúng. Việc làm đầu tiên là địch dùng tất cả các biện pháp để ngăn chặn, không cho ta đưa lực lượng cùng vũ khí, đạn vào vùng chúng kiểm soát, kể cả biện pháp leo thang chiến tranh bằng cách mở rộng chiến tranh ra cả Đông Dương. Trở lại cung đường đưa quân về vùng 7 núi, với ý định vừa nói trên, địch vừa triển khai đồng thời nhiều lực lượng phương tiện để ngăn chặn ta. Cặp theo biên giới Việt Nam-Campuchia, địch tăng cường tuần tra bằng không quân cùng các lực lượng biệt kích, thám báo, gián điệp. Ở hai bờ kênh Vĩnh Tế, địch tăng cường thêm nhiều đồn bốt, nơi nào trọng điểm, cách đồn 500 đến 600 mét, súng phóng lựu M79 bắn giao đạn nhau. Chúng tổ chức nhiều loại đồn, theo đó là nhiều thành phần lực lượng khác nhau, gồm đồn bảo an trực thuộc tỉnh, lực lượng của tiểu khu bố trí, đồn nghĩa quân trực thuộc quận, bố trí lực lượng của chi khu, đồn biên phòng, đồn dân vệ, bố trí lực lượng của xã, đồn phòng vệ dân sự, bố trí lực lượng của ấp. Ban đêm, chúng đưa lực lượng phục kích và lùng sục hai bờ kênh Vĩnh Tế. Ở dưới kênh Vĩnh Tế, địch bố trí nhiều tàu chiến, loại hoạt động trên sông, cơ động liên tục ngày đêm, máy bay trinh sát bay quan sát ban ngày, đến đêm là bọn trực thăng vũ trang, thường là 2 chiếc, hoạt động, pha đèn sục sạo hai bờ kênh tìm mục tiêu, gọi là trực thăng đi săn. Khi phát hiện mục tiêu là nó bắn ngay, kết hợp ném lựu đạn và cối 60mm, bất cứ nơi nào ở dưới mặt nước. Lực lượng địch phát hiện ta nổ súng là trực thăng lao đến chi viện, đồng thời gọi thêm máy bay trực thăng đến tiếp. Pháo binh địch bố trí cũng dày đặc. Ở Châu Đốc có cụm pháo núi Sam, đến trận địa pháo Nhà Bàn, trận địa pháo núi Đất, Xuân Tô của huyện Tịnh Biên. Tiếp đến là cụm pháo trên núi Cấm, Vồ Pháo Binh. Trận địa Ba Xoài
cụm pháo binh ở núi Nam Quy, xã An Hảo, cụm pháo binh núi dài lớn, Vồ Cờ. Lùi về phía sau là cụm pháo binh ở núi Tà Pa, xã An Tức, huyện Chi Tôn. Tất cả các trận địa và cụm pháo binh vùng bảy núi được địch mệnh danh là Giàn Nhạc Tân Tây Lan. Để đối phó với địch, chúng ta thực hiện biện pháp vừa phân tán vừa tập trung, chủ động phòng tránh địch là chủ yếu. Vì vậy, ta thường chọn nơi sơ hở và chủ quan của địch, chia ra từng đại đội xuồng, 15 đến 20 xuồng, khoảng 70 đến 80 người, bơi trên một hướng, và trên từng hướng có khoảng cách cự ly từng tốp trung đội từ 500 đến 600 mét, còn xuồng cách xuồng từ 15 đến 20 mét. Mỗi xuồng chở quân từ 3 đến 4 người và một người của tiểu đoàn ngồi sau lái bơi chống và định hướng xuồng. Mỗi đại đội xuồng chở quân có thêm 4 đến 5 xuồng bộ đội địa phương bảo vệ. Thường 2-3 xuồng chiến đấu đi trước đội hình, vừa dẫn đường vừa quan sát phát hiện địch để né tránh. Trường hợp không né được thì nổ súng chặn địch, đánh lạc hướng địch để đội hình rút lui. 2 xuồng chiến đấu đi sau đại đội xuồng có nhiệm vụ cảnh giới phía sau, kiểm tra đội hình hành quân, phòng ngừa đội hình đứt đuôi hoặc bị lạc. Đồng thời, khi phía trước có tình huống thì dẫn đường cho đội hình rút lui, gọi là lấy đuôi làm đầu. Theo tôi biết, các lần lên kế hoạch và xác định kế hoạch, thường chúng ta vượt qua kênh Vĩnh Tế ở các đoạn như đoạn xã An Nông, huyện Tịnh Biên, đưa quân vào trú ở núi Phú Cường và núi Dài Nhỏ, đoạn xã Lê Trì và Lạc Quấy, đưa quân vào trú ở núi Dài Lớn, đoạn tiếp giáp xã Lạc Quấy và xã Vĩnh Gia, huyện Chi Tôn, đưa quân vào trú ở núi Tô và núi Dài Lớn. Trong ba đoạn này thì đoạn Lê Trì Lạc Quấy là ưu điểm nhất, vì đoạn đường ngắn mà căn cứ ở núi Dài, rộng lớn, nhiều hang động. Còn đoạn An Nông hẹp mà căn cứ ta ở núi Dài Nhỏ, Phú Cường, khó bảo đảm bí mật an toàn. Đoạn giáp Vĩnh Gia thì cự ly đến căn cứ núi Tô xa mà phải đi bằng xuồng, vòng theo cánh đồng xã Vĩnh Phước đến kênh Lò Gạch, xã Lương An Trà, vào núi Tô. Vì vậy, nếu từ 12 giờ đêm vượt qua đoạn này được thì mới qua, còn trễ nữa phải quay về căn cứ B2. Như tôi nói về địch ở trên, mỗi đợt đưa quân qua kênh Vĩnh Tế thường phải đi từ 2 đến 3 lần mới lọt qua được. Có đợt phải tiến hành đến 5 lần và phải giấu quân tại căn cứ B2 khoảng nửa tháng. Sau nhiều lần gặp địch không tránh được, phải nổ súng, bị thương vong. Có lần bị thương vong rất nhiều mà chủ yếu là các đồng chí bộ đội chủ lực miền. Vì các đồng chí không quen đi xuồng, không biết chiến đấu trên đồng nước, không biết ẩn nấp khi gặp mùa nước nổi, không biết phương hướng, nhiều đồng chí không biết bơi xuồng, lắc xuồng khi xuồng chìm, không biết bơi. Còn địch hoàn toàn ở vào thế chủ động, đặc biệt nguy hiểm là máy bay trực thăng. Khoảng 16-17 giờ, đội hình hành quân bắt đầu xuất phát từ căn cứ B2. Và 18 đến 19 giờ, lực lượng bên đón ở vùng bảy núi xuất phát. Khi cách bờ bắc kênh Vĩnh Tế từ 1.500 đến 2.000 mét, đội hình dừng lại. Bên đưa ngụy trang kín đáo, bộ phận giao liên trinh sát bám ra bờ kênh Vĩnh Tế nắm tình hình địch và bắt liên lạc với bộ phận bờ nam kênh. Sau đó kiểm tra cảnh giới hai bên bờ kênh Vĩnh Tế, đoạn vượt, thấy an toàn mới ra lệnh cho đội hình bắt đầu vượt. Nhưng nhiều tình huống ngoài ý định thường xảy ra bất ngờ, chủ yếu là về phía địch. Có khi đang bám ra hai bờ kênh Vĩnh Tế thì gặp địch phục kích, có khi nổ súng, có khi bí mật rút lui. Chỉ cần có một bờ gặp địch là phải hủy chuyến đi. Có khi do kiểm tra không kỹ, bảo đảm bí mật hành động không tốt, khi vượt kênh địch phát hiện nổ súng.
Có khi đang vượt kênh thì tàu địch hoặc máy bay địch đến phát hiện. Cũng có khi do ta làm lộ mục tiêu. Các anh bộ đội chủ lực nhiều người không biết đi xuồng, không biết bơi, nên ngay khi tạm dừng chân, có máy bay trực thăng địch bay đến pha đèn. Những anh sợ, né, nghiêng người, làm chìm xuồng, thế là lộ mục tiêu. Hoặc đang vượt sông cũng tương tự. Khi có trực thăng hoặc tàu chiến địch xuất hiện, thì các anh chồm sang bên này, lao sang bên kia, thay vì nằm ngồi mọc im, làm lật xuồng. Như thế nếu không bị địch bắn trúng thì cũng chết đuối, vì thường các anh đó không biết bơi. Vì thế địa danh kênh Vĩnh Tế còn được gọi là kênh Vĩnh Biệt. Tôi đã nhiều lần tham gia cùng đoàn đưa quân ấy, nhưng chủ yếu là đi ở các xuồng bảo vệ chiến đấu. Một hôm tôi được phân công sang xuồng chở quân. Hôm ấy các anh các chú ở văn phòng 2 bị bệnh nhiều nên phân công anh Thanh, gọi là Thanh phòng vệ dân sự. Vì trước khi tham gia cách mạng, anh được gài vào lực lượng phòng vệ dân sự của địch, đảm nhiệm một xuồng chở quân. Anh Thanh đánh máy chữ và đang kèm tôi học đánh máy. Anh rất sợ nhưng không dám từ chối, nên viện lý do là anh bơi chống xuồng kém và chỉ biết bơi gần thôi, ít để ý đến phương hướng vật chuẩn nên không rành. Và anh đề nghị cho tôi đi cùng anh một xuồng. Tuy tôi nhỏ nhưng làm trinh sát và quen với các thứ mà anh khiếm khuyết. Thế là tôi đi cùng xuồng chở quân với anh. Tổ quân chủ lực đi xuồng tôi có 3 người. Đồng chí tiểu đội trưởng ở cùng tổ này, chú tên Thủy, 37 tuổi, là lớp cán bộ được động viên vào quân đội cuối năm 1968. Hai anh bộ đội còn lại là tân binh, tuổi khoảng 18-19, chưa quen với chiến tranh. Chú Thủy rất thương tôi vì còn bé mà phải chịu gian khổ hiểm nguy. Đáng lý là tôi phải được học hành vui chơi với lứa tuổi hồn nhiên. Chú tâm sự với tôi như thế. Có lẽ vì thương tôi nên khi tôi đề nghị với chú là phải tập nhận xuồng ẩn nấp khi có tình huống địch đánh phá và phải lắc xuồng khi hết tình huống để hành quân tiếp, chú đồng ý ngay. 10 giờ trưa hôm ấy, chúng tôi tập khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tổ xuồng tôi cơ bản thực hành được. Đêm hôm ấy, khi đoàn xuồng đến bờ bắc kinh Vĩnh Tế, đoạn Lê Chỉ, dừng lại chờ giao liên và trinh sát tiếp cận gần bờ, thì hướng Vĩnh Gia xuất hiện 2 chiếc trực thăng cá lẹp. Chúng bay rất thấp, gần đến đội hình xuồng đang dừng. Bất ngờ, địch pha đèn. Do không quen với thủ đoạn ấy, một số anh bộ đội chủ lực hốt hoảng làm chìm xuồng. Địch phát hiện bắn xối xả. Tôi và anh Thanh hô nhận xuồng. Chú Thủy nắm sợi dây dù, buộc sâu chuỗi các ba lô đã được bọc vào ni lông. Tôi kéo mũi xuồng quay về hướng căn cứ, hướng Campuchia. Anh Thanh cùng hai anh bộ đội chủ lực và tôi kéo dê xuồng là mặt nước theo đám lúa trời. Khi trực thăng bắn thì hô nhau lặn. Khi nó ném lựu đạn thì hô lên và dùng tay bụm bộ phận sinh dục để tránh bị tức. Đội hình xuồng tỏa ra nhiều hướng và cùng hướng chung là về căn cứ B2. Chúng tôi kéo xuồng được khoảng 500 mét ngoài tầm oanh tạc của trực thăng, nhanh chóng lắc xuồng đưa các vật chất quân tư trang còn lại cùng súng đạn lên xuồng. Tôi bảo các anh ngồi dạp xuống, dùng hai tay kéo lúa trời và rau muống lần xuồng thoát khỏi vùng địch bắn phá. Lúc này quân ta hy sinh 4 đồng chí, đều là các anh bộ đội chủ lực. Trong đó có 2 đồng chí trúng đạn từ máy bay, 2 đồng chí bị đuối nước, mãi 2 hôm sau mới tìm thấy thi thể. Chúng tôi về đến cơ quan khoảng 7 giờ sáng. Anh Thanh nói với tôi và có cả mọi người: "Tao linh cảm là chuyến này có chuyện nên tao kéo mày theo." "Sao anh không nói trước để chuẩn bị?" Tôi cự anh. "Nói trước đặng mày báo với ông Bảy, Bảy xỉu, là tao lỏng cậy đuôi mà bàn ra." Anh chống chế. "Thôi, tất cả phải rút kinh nghiệm và chuẩn bị chu đáo hơn cho chuyến sau."
Chú Bảy Xỉu, trợ lý chính trị tiểu đoàn, phụ trách lãnh đạo, chỉ huy văn phòng 2, lên tiếng. Có lẽ chú Thủy hơi bất ngờ về sự hiểu biết và cách xử lý tình huống của tôi. Còn hai anh bộ đội chủ lực rất nể tôi nên hỏi tôi rất nhiều việc mà chủ yếu là về địch và cách đối phó với địch. Riêng chú Thủy thì hỏi tôi học văn hóa tới đâu, được huấn luyện quân sự như thế nào. Tôi thành thực trả lời là tôi không được học tập văn hóa và quân sự bài bản gì mà chỉ thấy các chú các anh lớn kể chuyện và học thực tế từ các chú các anh thôi. Cộng với một ít kinh nghiệm của bản thân qua quá trình tham gia kháng chiến, chú Thủy nói giọng trầm ngâm, nếu cháu mà được học tập bài bản, có lẽ cháu trở thành chỉ huy giỏi, nhưng chiến tranh thế này thì cháu khó có điều kiện học được. Không biết bây giờ chú Thủy còn sống không? Bởi nếu chú vượt qua được cuộc chiến tranh thì lúc này chú cũng đã gần 90 tuổi rồi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.